Today we are going to learn Unit 4, Festivals and Free Time, Lesson 1, on page 30. Cô chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, đó là bài Unit 4, bài số 4, Lễ hội và thời gian rảnh. Chủ đề của mình đó là lễ hội và thời gian rảnh, Lesson 1. Rồi, bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ học phần new words, phần từ vựng các em nhé. A. Fill in the blanks, listen and repeat. Trước tiên thì các em nghe cho cô, điền vào chỗ trống cho cô những cái khoảng trống ở phía dưới nè. Rồi sau đó mình nghe và lặp lại những cái từ này để phát âm cho đúng các em nhé. Cô có tổng cộng là 6 từ. Often, never, sometimes, always, rarely, usually. Tất cả những chữ này cô gọi đó là trạng từ chỉ sự thường xuyên, chỉ sự mức độ, chỉ mức độ, chỉ sự thường xuyên của mình á. Thì mình đầu tiên thì mình sẽ thấy là các em sẽ thấy là có 6 cột đúng không? Thì trong cái cột này mình sẽ có những cái ô màu trắng và ô màu đỏ, màu cam. Thì ô màu trắng nghĩa là chúng ta không có làm gì cả, không có làm về mức độ là không có làm. Rồi còn ô màu đỏ chứng tỏ chúng ta có làm ha, mức độ càng nhiều ô thì cái mức độ làm càng nhiều. Ví dụ như ở đây ngay chỗ câu số 1 chúng ta điền vào chữ là chữ never, ví dụ như thế nha. Never thì never có nghĩa là không bao giờ, đúng không nè? Never có nghĩa là không bao giờ, nghĩa là chúng ta đâu có làm gì đâu, không bao giờ mà. Cho nên lúc này em thấy là ở trong cái cột này là tô màu trắng hết, nghĩa là không có làm cái gì cả. Rồi đi theo mức độ lớn hơn never có nghĩa là cũng có làm nhưng mà làm ít, cái mức độ làm không có nhiều, chỉ có một ô làm thôi. Vậy cho nên lúc này cái chữ số 2 này chúng ta sẽ điền chữ gì đây, em biết nghĩa hết chưa nè? Chúng ta sẽ điền chữ rarely ha, mình điền chữ rarely vào vị trí này, tại vì chữ rarely nó mang nghĩa là hiếm khi, hiếm khi. Vậy cho nên cô sẽ điền cái chữ rarely vào ô số 2. Rồi tiếp tục cái ô số 3, về mức độ thì nó hơn cái ô số 2. Số 3 mình sẽ điền chữ thỉnh thoảng. À, về thỉnh thoảng, thỉnh thoảng nghĩa là cái mức độ có làm nhiều hơn ô số 2. Hiếm khi là chỉ có làm, lâu lâu mình mới làm thôi. Còn thỉnh thoảng thì mình cũng có làm mà mức độ nó cao hơn hiếm khi, thì mình sẽ có làm 3 ô nè. Rồi, mức độ mà cao hơn thỉnh thoảng, à, số 3 mình sẽ điền chữ sometimes các em nhé. Sometimes. Và cái câu số 4, mức độ cao hơn sometimes, thì mình sẽ có chữ thường, đó là chữ often. Often, often là thường ha. Vậy thì số 4 cô sẽ điền chữ often. Số 5, thường thường nghĩa là mức độ nhiều hơn cả thường nữa. Thường là bình thường đúng không? Thường là mức độ nhiều hơn thỉnh thoảng. Còn thường thường nghĩa là nhấn mạnh hai chữ thường, nghĩa là mức độ nó cao hơn often, thì cô sẽ có chữ usually. À, usually cô sẽ điền vào ô số 5, usually. Và ô số 6 em thấy mức độ là làm tất cả, ví dụ như một tuần có 7 ngày chúng ta đi học hết tất cả 7 ngày thì cái đó mình gọi là luôn luôn. Vậy thì luôn luôn mình sẽ có cái chữ đó là always. Alright, always. Rồi bây giờ các em sẽ nghe và lặp lại cho cô nhé. Unit 4, Festivals and Free Time. Lesson 1, Track 41, New Words. Listen and repeat. 1. Never. 2. Rarely. 3. Sometimes. 4. Often. 5. Usually. 6. Always. Okay. Listen again. Nghe lại một lần nữa nha các em. New words.
Listen and repeat. 1. Never. Never. 2. Rarely. Rarely. Đọc theo cô nhé. 3. Sometimes. Sometimes. 4. Often. Often. 5. Usually. Usually. 6. Always. Always. Alright. Rồi. Cô nhắc lại nghĩa của những từ này cho các em bạn nào ghi không kịp nha. Số 1, never, mang nghĩa là không bao giờ. Số 2, rarely, mang nghĩa là hiếm khi. Số 3, sometimes, mang nghĩa là thỉnh thoảng. Số 4, often, mang nghĩa là thường. Số 5, usually, mang nghĩa là thường thường. Và số 6, always, mang nghĩa là luôn luôn. Alright, very good. We turn to B. Write an activity under each adverb. Take turns using them in a sentence. Em sẽ viết cho cô một cái hoạt động phía dưới mỗi trạng ngữ, mỗi trạng từ. Take turns using them in a sentence. Sau đó mình sẽ sử dụng chúng trong một câu. À, có nghĩa là sao? Có nghĩa là em sẽ viết một cái từ chỉ hoạt động ở phía dưới cái trạng ngữ này nè. Những trạng ngữ là những cái từ nãy giờ mình điền vào á, gọi là trạng ngữ. À, ví dụ như cô có chữ never, thì bây giờ chúng ta sẽ điền vào một cái hoạt động nào cũng được. Nói chung là những cái hoạt động về bản thân của chúng ta. Thì ở trong đây người ta ghi là hoạt động xem phim, watch movies. Thì ở đây mình ghi vào chữ watch movie. Còn các em thì hoạt động gì thì các em ghi vào. Ví dụ như hiếm khi, mình hiếm khi làm cái gì đây? Ví dụ như mình nói mình hiếm khi làm bài tập về nhà đi, thì mình sẽ là rarely do homework. Rarely do homework. Hoặc bây giờ thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng gì đây mấy em? Thỉnh thoảng chơi bóng rổ, chơi cầu lông. Thỉnh thoảng chơi cầu lông thì cô sẽ có cái chữ gì? Sometimes let play badminton. Rồi cô nói là thường nghe nhạc. Often listen to music. Rồi thường thường xem TV. Usually watch TV. Và luôn luôn đi học thì nói như thế nào đây? Always go to school. Đó. Còn các em thì sao? Thì các em sẽ ghi những cái hoạt động. Mình sẽ lấy những cái từ vựng ở trong cái bài trước đó các em. Những cái hoạt động mà mình đã làm ở trong bài trước đây. Ví dụ nha. Go shopping, go swimming, play video game, go to the mall, make cake. Đấy, mình làm, mình lấy những cái hoạt động của cái unit số 3, lesson 2 bữa trước mình học á. Để mình làm bài này nha. Rồi bây giờ các em nhìn sơ qua cái đáp án cho cô nha. Đây. Đáp án mẫu của mình là rarely listen to music, hiếm khi nghe nhạc. Sometimes make the bed, thỉnh thoảng thì dọn giường. Often wash the dishes, thường rửa chén. Usually clean the kitchen, thường thường lau nhà bếp. Always do homework, luôn luôn làm bài tập về nhà. Còn các em thì sao? Thì các em tự mình ghi vào nhé. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng những cái cụm này để mình làm thành một câu. Ví dụ như tôi không bao giờ xem phim. I never watch movies. Tôi hiếm khi nghe nhạc. I rarely listen to music. Rõ chưa nè? Rồi, cái này mình sẽ làm với bạn trong lớp nhé. Bây giờ mình sẽ qua phần listening. Trong phần listening này, chúng ta sẽ nghe bạn Lisa và bạn Max nói chuyện về những hoạt động trong thời gian rảnh. À, và sau đó em sẽ trả lời cho cô câu hỏi. Does Max like reading? Max có thích đọc sách hay không? Yes hay là no? Phải chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhé. Unit 4. Festivals and free time.
Lesson 1. Track 42. Listening. Listen to Lisa and Max talking about free time activities. Does Max like reading? Hi, Lisa. Where are you going? I'm going to the bookstore. Do you want to come? Oh, no thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Maybe. I never go to the bookstore. Really? I love reading. Don't you? Not really. So what do you like doing? I love playing video games. How often do you play them? I usually play them after school. What about on the weekends? What do you do then? I often go to the park to play soccer. Nice. I sometimes ride my bike at the park on Saturdays. Maybe I'll see you there. Great. Now, listen again and check. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ đưa ra cái kết quả nha. Hi Lisa, where are you going? Hi Lisa, where are you going? Chào Lisa, bạn đi đâu đó? I'm going to the bookstore. I'm going to the bookstore. Bookstore là nhà sách đúng không nè? I'm going to the bookstore. Mình đang đi nhà sách. You want to come? Do you want to come? Bạn có muốn đi cùng không? Do you want to come? Oh, no thanks. Oh, no thanks. Oh, không cảm ơn bạn. Không cảm ơn. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Can't today. How about next? Do you want to come? Oh, no thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Maybe. I never go to the bookstore. I never go to the bookstore. Tôi không bao giờ đi nhà sách. Really? I love reading. Really? I love reading. Bạn nữ này nói là thật không? Mình thích đọc sách. Don't you? Còn bạn thì không hả? Not really. Not really. Không thật sự. Nghĩa là Max không thích đọc sách. So what do you like doing? What do you like doing? Ồ vậy thì bạn thích cái gì? I love playing video games. I love playing video games. Mình thích chơi video game, chơi game. Vậy thì ở đây câu A, chúng ta nghe tới đây là chúng ta đã có thể có đáp án được câu A rồi. Max có thích đọc sách hay không các em? Đáp án yes hay là no? The answer is no. No, Max doesn't like reading. Max không thích đọc sách. Tại vì khi mà bạn nữ này rủ đi bookstore, đi nhà sách thì bạn nam này bạn ấy mới trả lời là no thanks, không cảm ơn. Đó, cho nên mình có thể đoán được là bạn nam này không thích đọc sách ha. Rồi. No. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và chúng ta sẽ điền những chi tiết vào trong những cái chỗ trống ở phía dưới cho cô. Ở đây các em có 4 câu. Lisa chưa một khoảng trống. Goes to the bookstore on Friday. Đi nhà sách vào ngày thứ sáu. Em điền cho cô ở ngay chỗ vị trí này nè là trạng từ gì. Những cái trạng từ ở phía trên mà mình đã học á, mình trạng từ gì mình điền vào. Câu số 2, Max một chỗ trống. Plays video games when he gets home from school. Chơi video game khi anh ấy về nhà từ trường. À vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền vào trạng từ gì nha. Câu số 3, Max một khoảng trống. Play soccer on the weekend, chơi bóng đá vào cuối tuần. Câu số 4, Lisa một khoảng trống. Rides her bike on Saturdays, chạy xe đạp vào ngày thứ bảy. Rồi bây giờ các em với cô cùng nghe lại nha. Rồi mình sẽ coi mình điền chữ gì. Unit 4. Festivals and free time. Lesson 1. Track 42. Listening. Listen to Lisa and Max talking about free time activities. Does Max like reading? Hi Lisa, where are you going? I'm going to the bookstore. Do you want to come? Oh, no thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. Maybe. I never go to the bookstore. Really? I love reading. Don't you? Not really. So what do you like doing?
I love playing video games. How often do you play them? I usually play them after school. What about on the weekends? What do you do then? I often go to the park to play soccer. Nice. I sometimes ride my bike at the park on Saturdays. Maybe I'll see you there. Great. Now, listen again and check. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe lại, sau đó chúng ta sẽ sửa bài ha. Listen to Lisa and Max talking about free time activities. Does Max like reading? Hi Lisa, where are you going? Hi Lisa, where are you going? Chào Lisa, bạn đi đâu đấy? I'm going to the bookstore. I'm going to the bookstore. Mình đi đến nhà sách. You want to come? Do you want to come? Bạn có muốn đi cùng không? Oh, no thanks. Oh, no thanks. Oh, không cảm ơn. Can't today. I can't today. Tôi không thể đi ngày hôm nay. How about next week? How about next week? Còn tuần tới thì sao? Always go there on Fridays. I always go there on Friday. Vậy thì em nghe được không nào? Cô cho nghe lại cái chữ. I always go there on Friday nhé. Thanks. I can't today. How about next week? I always go there on Fridays. I always go there on Friday. Tôi luôn luôn đi đến đó vào ngày thứ sáu. Vậy go there ở đây, chữ there là đã thay thế cho chữ to the bookstore. Cho nên em sẽ không có nghe cái chữ I always go to the bookstore on Friday. Mà bạn này bạn ấy nói là I always go there on Friday. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền chữ always. Rồi tiếp tục. Maybe I never go to the bookstore. Maybe I never go to the bookstore. Có thể tôi không bao giờ đi đến nhà sách. Really? I love reading. Don't you? Really? Not really. Really? I love reading. Don't you? Thật vậy hả? Mình thích đọc sách. Bạn không sao? Not really. Bạn nam này bạn ấy mới trả lời là không thật sự thích. So what do you like doing? So what do you like doing? Ủa vậy bạn thích làm cái gì? I love playing video games. I love playing video game. Mình thích chơi game hơn. How often do you play them? How often do you play them? Bạn có thường chơi không? I usually play them after school. I usually play them after school. Mình thường chơi, usually thường chơi. Vậy thì lúc này mình câu số 2 chúng ta sẽ điền chữ usually. What about on the weekends? What about on the weekend? Còn cuối tuần thì sao? What do you do then? I often go to the park to play soccer. I often go to the park to play soccer. Tôi thường đi đến công viên chơi bóng đá. Nice. I sometimes ride my bike at the park on Saturdays. I sometimes ride my bike on the park on Saturday. Mình thỉnh thoảng chạy xe đạp vào ngày thứ bảy ở công viên. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ điền chữ sometimes. Alright, this is the answer key. Đây là câu trả lời. Các em nhìn câu trả lời và sửa bài cho cô nhé. Alright, rồi. Trong tiết học sau, mình sẽ học tiếp phần pronunciation, phần văn phạm, phần ngữ pháp các em nhé. Alright, thank you.